Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta học tiếp kinh Trung Bộ bài số 10, đó là bài kinh niệm xứ. Bài kinh niệm xứ là Sati Patthana Sutta, tức là bài kinh niệm xứ. Thì có hai cái bài kinh nói về niệm xứ ở trong kinh điển Nikaya, đó là bài kinh niệm xứ bài số 10 của kinh Trung Bộ và bài kinh Đại Niệm Xứ của kinh Trường Bộ. Thì hôm nay chúng ta học về bài số 10 kinh Niệm Xứ của kinh Trung Bộ và Majjhima Nikaya. Và quý vị nghe thầy đọc cái phần đầu của kinh này. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở Kuru Câu Lâu Kamasat Thamma đi tìm Ma Sắc Đàm là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các tỳ kheo dân đáp Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết như sau: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu thánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán thân trên thân, vân vân. Thì cái bài kinh này á gọi là bài kinh niệm xứ. Bài kinh niệm xứ này Đức Phật ngày giảng ở nơi á gọi là cái xứ Kuru, mà ở một cái thành phố đó là Kimasakdam, gọi là Masathama, tức là ở xứ Kuru có cái thành phố này. Và chính ở tại nơi này Đức Phật dạy cái bài kinh này, gọi là bài kinh niệm xứ. Bài kinh niệm xứ này á thì cái chữ niệm á có nghĩa là chữ quán, còn chữ xứ là cái nơi, là cái chỗ. Cho nên đó là kinh niệm xứ, tức là Đức Phật dạy về những cái nơi mà cái người tu tập cần quán, cần để tâm đến, cần niệm đến, cần quán đến, cần quan sát, cần là nhận diện rõ ràng cái nơi đó, thì đó được gọi là niệm xứ. Như vậy thì trong cái bài kinh niệm xứ này Đức Phật ngài dạy rằng á là một cái người muốn thành tựu chánh trí, muốn ngộ chứng đắc niết bàn, tức là muốn thành tựu con đường tu tập về mặt giác ngộ giải thoát, thì người này bắt buộc không có con đường nào khác hơn hết. Nên Đức Phật ngài khẳng định cái đoạn đầu này: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh đạo, đưa đến là cho chúng sanh vượt khỏi những sầu não, vượt trừ những tham ưu, thành tựu chánh trí, chứng đắc niết bàn. Tức là con đường này đường duy nhất, không có đường nào khác hết á. Cho nên là ở đây được Đức Phật khẳng định là bốn cái niệm xứ, tức là bốn cái nơi mà mình cần phải quán, phải tường tận, phải quán tới, phải hiểu rõ, phải là thâm nhập, phải hành trì thì chúng ta được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Niết bàn là nơi một cái trạng thái không còn đau khổ của bất kỳ chúng sanh nào, nếu mà chúng sanh đó tu tập để đi đến một cái cảnh giới của nội tâm của mình á, là không còn bất kỳ một cái đau khổ nào từ ở phía bên trong, và không còn bất kỳ một đau khổ nào từ phía bên ngoài, thì người đó đạt được niết bàn. Còn chánh trí tức là đạt được cái trí tuệ ba la mật thì gọi là chánh trí. Cho nên một người mà muốn đạt đến cái chánh trí niết bàn này á thì không có con đường nào khác hết á. Đức Phật nói là con đường độc nhất, và ngài đã nói từ độc nhất rồi. Cho nên nếu mà mình nói là có một pháp nào khác để mà chứng đắc thánh trí, thành tựu niết bàn, tức là đắc quả a la hán trong vòng kiếp này á, thì không có đâu.
chỉ có con đường này thôi chứ không có con đường nào khác hơn hết á. Do đó mà giàu muốn giàu không, cái người tu tập người ta cũng phải thực hiện bốn cái pháp quán này, đó là quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp ở trên các pháp. Và Đức Phật ở trong cái cuối cái bài kinh này nè, đây là cái đầu của bài kinh á, còn ở cuối bài kinh này Đức Phật ngài còn kết luận ở cuối bài kinh như thế này. Đức Phật á, ngài nói là một, nếu á, cái vị nào mà quán đầy đủ á, như vậy á, thì cái vị này sẽ chứng được chánh trí trong hiện tại. Nếu á, còn hữu dư y thì chứng quả niết bàn. Này các tỳ kheo, không cần gì đến 7 tháng, tức là không phải tới 7 tháng, mà một vị tỳ kheo tu tập tứ niệm xứ này trong 6 tháng, trong 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, vị ấy có thể chứng quả giải thoát. Thậm chí một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai nếu còn hữu dư thì chứng quả niết bàn. Có nghĩa là Đức Phật ngài nói là nếu mà ai nhiều nhất thì cũng trong vòng 7 năm thôi. Có nghĩa là 7 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, 7 tháng, rồi là 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, tùy vào căn cơ của mọi người mà thực hiện cái quán tứ niệm xứ này. Cho nên khi mà thiền quán tứ niệm xứ thì ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, thì ngài Mục Kiền Liên quán chỉ trong vòng có 7 ngày ngài chứng được chánh trí niết bàn, có nghĩa là chứng được A La Hán. Còn ngài Xá Lợi Phất quán trong vòng 14 ngày ngài chứng đắc quả vị A La Hán. Còn năm anh em ông Kiều Trần Như thì phải mất tới 3 tháng. Còn nếu mà một người bình thường có nhân duyên lành với nhà Phật quyết chí tu tập cái pháp này thì mất 7 năm, 6 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, đại loại là như vậy. Như vậy thì cái pháp này được thành tựu như thế nào, và người tu tập như thế nào về bốn cái niệm xứ này. Cho nên một người nào thật lòng muốn tu tập giải thoát, giác ngộ, chứng chí niết bàn, có nghĩa là ít gì cũng gieo duyên lành nhà Phật nhưng mặt giải thoát giác ngộ ở trong tương lai, thì người đó là bắt buộc phải đi bằng con đường tứ niệm xứ này. Không có con đường tứ niệm xứ này thì không có con đường nào để chứng đắc thánh chí niết bàn ở trong kiếp này cả. Do đó Đức Phật ngài nói rằng đây là con đường độc nhất thôi, tức là không có con đường thứ hai. Độc nhất mà, độc nhất nó độc là một á, có nghĩa là số một á, không có số hai nào hết trơn á. Có nghĩa là ngài, con đường này là đường độc nhất. Và Đức Phật ngài dạy tiếp như thế này: này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt tỉnh giác. Vị ấy thở vô tỉnh giác, vị ấy thở ra, thở vô dài vị ấy tuệ tri. Tôi thở vô dài, thở ra dài, giấy tệ chi, tôi thở ra dài. Đây là quán hơi thở trên thân. Có nghĩa là quán này là quán hơi thở trên thân của mình. Ví dụ như thân của mình á là có cái hơi thở, thì mình quán cái hơi thở ra, hơi thở vô, nó dài, nó ngắn như thế nào đó, thì cái thân mình á là nó có cái hơi thở. Cho nên nếu mà mình quán cái hơi thở ra vô á, làm tâm của mình á được an trú. Cho nên á, muốn ngồi mà quán hơi thở ra vô đây á, thì phải tìm một cái nơi vắng vẻ. Cho nên đó Đức Phật ngài dạy nè, tìm một cái nơi á, là vắng vẻ, đi đến khu rừng hoặc gốc cây hay một ngôi nhà trống, rồi mình mới ngồi kiết già la lưng thẳng, rồi quán sát cái hơi thở ra vào. Mình hay quán vậy, tức là mình quán trong 16 hơi thở thiền á. Ở đây á, ai mà học cái bài nhập tức sức tức niệm rồi đó, thì chúng ta quán sát 16 hơi thở thiền. Hít vào rồi biết hít vào, thở ra rồi biết thở ra. Hít vào dài, giấy tuệ chi, hít vào dài, thở ra dài, giấy tuệ chi, thở ra dài. Hít vào ngắn, giấy tuệ chi, hít vào ngắn, thở ra ngắn, giấy tuệ chi, thở ra ngắn. Có nghĩa là khi mình hít vào và khi mình thở ra, thì cái tâm mình rõ biết nó, rõ biết nó, rõ biết chứ không có can thiệp gì cả. Có nghĩa là
mình nó thở ra hay thở vô á, mình rõ biết nó là được, gọi là quán là vậy đó. Đây là một cái phương pháp quán chứ không phải là một cái phương pháp thiền định samatha, mà đây là một dạng vipassana mà ở trong kinh Phật gọi là nupassana. Thì cái cơ thể mình nó thở như thế nào không có can thiệp, thở dài thở ngắn, mà nếu mà chúng ta thấy cái hơi thở mình nó ngắn thì mình rõ biết thở ngắn. Ví dụ như á, có những lúc mệt đó mình thở rất ngắn, nhưng mà lúc khỏe mình thở dài. Ví dụ bình thường thở hơi thở nó ra vô ví dụ như mất 4 giây, nhưng mà lúc mệt nó 1 giây ha, mình thở như vậy là thì gọi là thở ngắn. Thở ngắn tức là mình thở dày đặc đó gọi là thở ngắn. Thở dài có nghĩa là cái hơi thở ra vô nó mất một cái khoảng thời gian, nó dài ra, dài ra ngắn lại vậy đó ha. Như vậy thì một cái người mà khi mà quán sát hơi thở đó xong á quý vị, thì cái vị này á quán sát tức là nội thân hoặc là ngoại thân, có nghĩa là nội thân là những cái trên mình, ngoại thân là ở bên ngoài của mình. Và cái vị này đó khi mà có thân á, vị an trú chánh niệm ở trên thân này, hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy không nương tựa và chấp trước bất kỳ cái việc gì trên đời. Có nghĩa là vị ấy quán hơi thở ở trên thân của mình và an trú nhẹ nhàng ở trên đó, và không có chấp trước bất kỳ việc gì ở trên đời. Chấp trước nghĩa là gì? Là giữ lại nó, giữ chặt nó, chấp thủ nó. Tại vì ở trên đời không có cái gì là tồn tại mãi mãi hết trơn á, mình có chấp thủ nó, mình giữ nó cũng không có làm được cái gì hết trơn á. Cho nên á là Đức Phật nói là đừng có bao giờ nương tựa và chấp trước bất kỳ cái việc gì trên đời thì cái quán này mới thành tựu. Còn nếu chúng ta còn nương tựa chấp trước một cái gì trên đời thì cái quán này không thành tựu. Là tại sao chúng ta không có nương tựa và chấp trước cái việc gì trên đời? Tại vì trên đời không có cái việc gì mà đáng để mình nương tựa chấp trước hết á. Nương tựa và mình dựa vào đó đó. Bây giờ dù mình sống mà mình nghĩ y vào người đó, mình dựa vào người đó. Cái gì cũng là dựa vào người đó hết. Là ví dụ nấu cơm cũng người đó nấu, giặt đồ cũng người đó giặt là nương tựa đó. Rồi là tiền bạc cung cấp của người đó cung cấp. Rồi bệnh hoạn ốm đau cũng người đó dẫn đi. Dần dần tất cả là qua cái người đó hết. Cái đó gọi là nương tựa đó. Còn mình chấp trước có nghĩa là trong tâm mình giữ chặt một cái. Ví dụ hận ai hận suốt kiếp, cái gì mình đúng mình cho là đúng suốt kiếp, còn cái gì quý thì mình giữ suốt kiếp vậy đó. Rồi cái suy nghĩ của mình thì mình bảo vệ nó, mình nghĩ nó tồn tại mãi mãi, nó đúng hoàn toàn. Chứ thực ra ở trên đời này quý vị, nó là vô thường lắm. Cho nên mình đừng có chấp cái gì hết, là tại vì mình chấp cái đó nhưng nó còn cái đó đâu. Nó sẽ thay đổi rồi, nó không còn là cái đó nữa. Cho nên đừng chấp đó để làm gì, dầu cho bất kỳ việc gì trên đời thì nó cũng thay đổi theo thời gian thôi. Cho nên mình đừng có chấp nó để làm gì. Lại nữa này các tỳ kheo, tỳ kheo đi á, tệ chi á, là đi đứng, tệ chi đứng nằm, tệ chi nằm ngồi đi ngồi. Tức là ban đầu là quán sát hơi thở, bây giờ á, là Đức Phật dạy là thứ nhất của thân á, là quán sát hơi thở ra vô ở trên thân của mình, đó là số 1 mà về quán hơi thở trên thân. Thứ hai á, là quán tứ quan nghi ở trên thân, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi, đi rõ biết đi, đứng rõ biết đứng, nằm rõ biết nằm, ngồi rõ biết ngồi. Ví dụ như á, mình nằm lâu rõ biết nằm lâu, rồi á, là nằm mau rõ biết nằm mau. Đi đứng nằm ngồi có nghĩa là mình quan sát cái tướng đi của mình như thế nào, tướng đứng như thế nào, để chúng ta là thấy cái tánh sanh ra nơi thân, tánh diệt đi nơi thân. Có nghĩa là cái tánh sanh tánh diệt của nó, chứ không phải là cái sanh diệt của nó. Cái sanh diệt nó là cái tướng, còn cái tánh sanh diệt của nó, bây giờ ví dụ như cái thân của mình là có hơi thở nằm trên thân phải không? Rồi đi đứng nằm ngồi nằm trên thân phải không? Ở đây Đức Phật Ngài dạy quán, rồi chúng ta sẽ nhận diện được cái tánh sanh ở nơi thân, cái tánh diệt ở nơi thân, chứ không phải là cái hành động sanh ra rồi diệt đi. Chúng ta quán cái hành động sanh ra rồi diệt đi, nhưng mà mình sẽ nhận diện được cái tánh sanh diệt của nó. Cái tướng sanh diệt của nó là, ví dụ như mình từ cái đứng mình trở thành ngồi thì cái đứng nó sẽ mất, đó gọi là tướng sanh tướng diệt đó. Ví dụ mình đi cái mình đứng lại, rồi mình đứng lại cái mình đi,
Cái đó là tướng sanh tướng diệt. Còn cái tánh sanh tánh diệt của nó, tánh với tướng nó khác nhau. Tánh nó thuộc về tâm, còn tướng nó thuộc về thân. Cho nên cái là tướng sanh tướng diệt, có nghĩa là cái này nó xuất hiện thì nó sẽ thay đổi cái kia. Nó xuất hiện gọi là nó sanh, nó mất đi gọi là nó diệt. Gì thì gọi là tướng sanh tướng diệt ở cái nơi thân của mình. Nhưng mà mình quán thời gian rồi mới thấy tánh của nó. Tánh nó là gì? Tánh nó có nghĩa là trên cái tướng đi, tướng đứng, tướng nằm, tướng ngồi của mình, hoặc là hơi thở ra, hơi thở vào á, mình mới thấy cái tánh của nó là tánh gì. Tánh nó là cái tánh không, có nghĩa là tất cả các cái nó từ trong cái không nó mới sanh ra cái có. Còn tướng của nó là cái tướng có, nhưng mà tánh của nó là tánh không. Cho nên á, cái bản chất của nó là không có tướng. Tại vì tất cả các tướng nó đều quay về cái không tướng, coi như là sau một cái thời gian nó tồn tại, nó sẽ vô thường, nó thay đổi, nó trở về với cái không còn nó nữa. Có sanh thì có diệt, tức là không còn nó nữa. Vì bản tánh của nó là tánh không, còn tướng của nó là cái tướng có. Cho nên chúng ta quán sát tướng để chúng ta biết được cái tánh không của nó. Do cái tánh không của nó là cái bản thể của nó, nó là nó không có tự tánh, cho nên ta gọi là tánh không. Tánh không tức là cái vô ngã của nó, nó không có cái thực của nó. Tức là nó không có thực. Cho nên chúng ta thấy tánh sanh và tánh diệt ở trên thân của mình, nó không bao giờ có thật cả, mà nó chẳng qua là nhân duyên hợp lại mà thành mà thôi. Cho nên khi mà ta quán tướng một thời gian, ta phát hiện ra tánh của nó. Và khi phát hiện ra tánh của nó, chỉ có trí tuệ ba la mật mới có thể nhìn được thấy tánh của nó thôi. Còn cái thức của mình là cái nhận diện nhận biết á, thì nó chỉ nhìn thấy tướng của nó thôi, chứ không thể nhìn được thấy tánh của nó. Cho nên đó, thứ hai của quán thân trên thân á, Đức Phật dạy chúng ta hãy quán về tứ quay nghi, tức là đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta rõ biết. Và khi chúng ta sống quán thân ở trên thân, thì chúng ta sống quán thân trên ngoại thân, quán thân ở trên nội thân, hoặc là quán thân trên nội ngoại thân. Hai vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hai vị ấy sống quán tánh diệt tận ở trên thân, hai vị ấy sống quán tánh sanh diệt ở trên thân. Có thân đây dễ an chú chánh niệm vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa và không chấp trước bất kỳ cái việc gì ở trên đời. Có nghĩa là khi mà quán cái đi, cái đứng, nằm, cái ngồi, thì nó sanh như thế nào, nó diệt thế nào, nó bắt đầu thế nào, và nó kết thúc như thế nào, nó tồn tại lâu hay là tồn tại mau. Cho nó người ta chú tâm, nhiệt tâm. Nhiệt tâm là nhiệt quyết á, là nhiệt tình á, nhiệt tâm. Chú vào cái đó, chú vào cái đó. Cho nên á, là tất cả các phiền não nó không có sanh khởi. Quý vị nhớ một cái điều á, mỗi khi chúng ta quán bất kỳ cái gì nó xảy ra trên thân và tâm của mình á, thì không có phiền não sanh khởi. Mà mỗi khi chúng ta quán bất kỳ cái gì ở bên ngoài mà đối tượng của căn á, thì phiền não nó sanh khởi. Cho nên á, phiền não nó sanh khởi khi mà nó liên quan tới cái pháp quán. Quán có nghĩa là sự quan sát động tĩnh, ta gọi là quan sát cái động và cái tĩnh của nó. Như vậy thì khi mà chúng ta quan sát về chính mình á, mình quan sát chính mình, thì nó lại không có tâm phiền não khởi lên. Nếu chúng ta càng quan sát nhiệt tâm chuyên cần tỉnh thức thì không có phiền não khởi lên, thì lúc đó trí tuệ nó sanh ra. Cho nên chúng ta thấy tánh sanh diệt trên thân là tánh đoạn tận ở trên thân, hay là vừa sanh diệt vừa đoạn, và mình được chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là đưa tâm đến quán tứ niệm xứ ở trên thân, thọ, tâm và các pháp tương quan với thân và tâm của mình, thì đó được gọi là quán tứ niệm xứ. Thì cái người chánh niệm là người để thời gian quán về tứ niệm xứ, còn người thất niệm là trong khoảng thời gian đó chúng ta không có quán tứ niệm xứ, thì người đó được gọi là thất niệm. Còn người chánh niệm là người có quán tứ niệm xứ. Lại nữa này, các tỳ kheo khi bước tới bước lui, rõ biết bước tới bước lui mình đang làm gì, co tay lên hoặc là đặt tay xuống, rõ biết. Ở đây Đức Phật dạy tiếp là cái phần thứ ba của quán thân trên thân, đó là quán các cái hành động ở trên thân.
Hồi nãy quán á, đi đứng nằm ngồi, bây giờ quán tới hành động nha. Liếc mắt rõ biết liếc mắt, ngước lên rõ biết ngước lên, ngó xuống rõ biết ngó xuống, ngó ngang rõ biết ngó ngang, nhúc nhích rõ biết nhúc nhích, gật đầu rõ biết đầu, lắc đầu rõ biết lắc đầu. Thậm chí mình chề môi mình cũng rõ biết, mình nháy mắt mình cũng rõ biết. Có nghĩa là những cái hành động nhỏ nhỏ trên thân của mình đó, mình quan sát một cách cặn kẽ rõ ràng. Như vậy thì cái người này á, sống quán như vậy á, một thời gian lâu dài á, cho nên á, cái người này sẽ đi đến á, là cái tâm mình á, được thanh tịnh. Và cái người này á, không có chấp trước bất kỳ cái việc gì trên đời, cho nên dễ dàng hướng đến cái thánh trí. Lại nữa này các tỳ kheo, quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên cho đến đảnh tóc, bao gồm da và chứa đầy các vật bất tịnh sai biệt. Đây là tóc, đây là lông móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tim, gan, hoành, các mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, dịch, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũ, nước các khớp xương, nước tiểu, vân vân. Này các tỳ kheo, cũng như một cái bao đồ mà chứa đựng. Đây là Đức Phật dạy quán thân trên thân ở 32 cái thể nhóm bất tịnh ở trên thân. Có nghĩa là cái này là quán phần thứ tư. Thứ nhất là hơi thở, thứ hai á là tứ quay nghi, thứ ba á là hành động ở trên thân, tức là tiểu quay nghi, thứ tư là quán 32 nhóm bất tịnh, như răng, tóc và lông nó cấu hợp lại thành con người của mình. Do đó mà con người của mình như là một cái túi da bọc ở bên ngoài, còn bên trong là đồ bất tịnh. Bên trong chứa gì? Máu, xương, thịt, răng, tóc, lông, rồi mũ, nước tiêu, nước tiểu, rồi gân, xương, rồi là tim, gan, phèo, phổi, ruột non, già, vân vân. Ở trong đó chúng ta hãy chuyên cần quán sát như vậy một cách thường xuyên. Như vậy thì vị ấy sống quán thân trên nội thân, quán sống thân trên ngoại thân, quán thân trên nội ngoại thân, hay sống là vị ấy sống quán tánh sanh khởi ở trên thân, hay sống quán tánh bất, quán tánh diệt tận ở trên thân. Như vậy thì cái người này nhiệt tình quán sát như vậy mới thấy được cái tánh sanh và diệt của nó. Có nghĩa là nó không có phải là nó, mà tánh của nó là vô ngã tánh, là tánh không. Cho nên á là cái vị này không có chấp trước và tham đắm đối với nó. Do cái pháp quán này mà mình xa lìa được tất cả các ác pháp ở trên tâm của mình. Do đó mà mỗi khi chúng ta quán cái gì ở trên thân của mình, trên tâm của mình, thì cái gì đó không có bị phiền não. Còn ví dụ như mình đưa tâm đến, mình quán cái bên ngoài, tức là quán những cái gì mà nó xảy ra phía bên ngoài mình đó, thì mình sẽ rất là dễ bị phiền não. Lại nữa này các tỳ kheo, quán sát thân này về vị trí các giới, sự sắp xếp đặt của các giới. Trong thân này có địa, có thủy, có quả, có phong, có đại. Tức là chúng ta quán về cái thứ năm ở trên thân, đó là quán về tứ đại hợp thành thân của mình. Đó là đất, là nước, là gió, là lửa. Cho nên Đức Phật Ngài dạy là quán ở trên thân của mình á, là ví dụ như cái gì á mà cứng cứng á thì đó là đất. Cái gì á mà lỏng lỏng á thì đó là nước. Cái gì mà nóng nóng á, lạnh lạnh á thì đó là lửa. Còn á, mà cái gì mà nó di chuyển á, thì cái đó là gió. Ở trên thân của mình á, nó có bốn cái đại chủng hợp thành, là đất, là nước, là gió, là lửa. Chúng ta chuyên tâm, chuyên cần quán sát như vậy. Như mình gầy thế nè, đất, cứng cứng đất ha. Rồi ví dụ như tiêu, tiểu, rồi sổ mũi, rồi nước mắt rồi đó, nước miếng rồi đó, nước bọt đó, thì đó là nước. Máu là nước. Lửa 5G thứ nóng. Nhằm khi á, mình á, là tại lạnh là ngoài da thôi, trong ruột nóng. Cho nên á, người ta ví dụ như á, là máu á, nóng hổi, người ta gọi là dòng máu nóng.
hoặc là nước tiểu đi, mới tiểu ra là nó cũng nóng từ trong người mình ra mà, nó nóng hổi à. Đó là thân nhiệt của mình đó. Nên ở trên người mình có nhiều cái chỗ mà thân nhiệt tốt nhất, có nghĩa là nó trung tính nhất. Đó cái lưỡi mình á, cái nách, vân vân. Nhưng mà thường á là người ta kẹp cái ống thủy, ống thủy. Ống thủy là ống nước. Là nó có cái bọt nước. Chứ thực ra nó đâu có phải nước đâu, mà nó là thủy ngân. Nó chạy lên chạy xuống đó. Như vậy thì ở kẹp vô nách nè chút xíu mà cái đầu đó, cái đầu nó thu nhiệt thì nó đẩy cái cột thủy ngân đi. Trên đó nó có cái thang đo. Ví dụ như bình thường, một người bình thường là 37 độ 5. Cho nên có những cái cây mà đo chính xác là bao nhiêu đó, mình sẽ cộng thêm 0,5 nữa là đúng á. Có nhiều nơi người ta cộng thêm 1. Ví dụ như mình đo có 36 độ à, nó là 36 độ 5 hoặc là 37 độ đó, chứ không phải là 36 độ. Nên có nhiều người là sao tôi lạnh quá, tôi có 35 độ à. Nhưng đó, cái đó là 36 độ rồi. Hiểu không? Có người ta mà qua 30, 31 độ lạnh ngắt luôn á, máu đông luôn á. Mà con người ta mà lên tới 41, 42 độ là máu nó bể luôn. Nó nóng quá. Bây giờ mình nấu thịt lên đây, nấu hồi là nó tiêu thịt phải không? Như vậy mà nóng quá thì nhiệt độ nóng quá nó tiêu phỏng. Hoặc là bể các hồng cầu bể ra, nó không còn cái chức năng để hoạt động của sự sống nữa. Như vậy thì là chúng ta quán về đất nước gió lửa trên thân của mình. Gió trên thân của mình là nó sự di chuyển. Cái gì di chuyển đó là gió, hơi thở là gió, máu chảy là gió. Rồi ở trong cái đường ruột của mình nó thức ăn nó đi xuống, nó chạy dài 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 từ bao tử chạy xuống ruột non ruột già, đó cũng là gió. Tức là cái gì nó di chuyển là gió, thậm chí tiêu tiểu cũng là gió. Nó đẩy mà cái hơi nó đẩy đi, nó là gió đó. Nó không đẩy thì làm sao người ta có thể thực hiện chức năng bài tiết được. Hoặc là nó rịn mồ hôi ở tự trong ra, gió nó thổi một đường, nó thổi nó đẩy cái nước từ ở trong người mình ra, nước thải á, nó qua tuyến gọi là tuyến mồ hôi ở trên cái lỗ chân lông, đẩy lên. Nhưng nhầm khi quý vị thấy lại mình nóng nóng hoặc là mình xong á, rồi nó đẩy lên ào 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 mồ hôi nó tôm ra trên cái chân lông của mình. Lại nữa này các tỳ kheo, tỳ kheo như thấy một thi thể bị quăng ở trong nghĩa địa, một ngày, hai ngày, ba ngày thi thể ấy trương phồng lên, xanh lại nát thối, thì khéo quán thân ấy như sau: thân này tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy. Như vậy ấy sống quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, hay quán thân trên nội ngoại thân, hay gì ấy sống quán tánh, sanh khởi thân tánh diệt trên thân, vân vân. Tức là cái vị này quán cái sự tan rã của thân qua chín cái bước. Ở đại niệm xứ Đức Phật dạy là qua chín cái bước. Ví dụ như thân mới chết, rồi đầu nó xanh xanh, nó tái, rồi đầu nó căng da lên, rồi nó nám da đi, rồi nó bể ra, rồi nó phình lên, rồi dần dần cho tới con này con kia nó lại ăn, rồi cho tới nó chảy ra, rồi cho tới nó khô, rồi cho tới nó thành gió thổi, nó bay đi thành bụi, rồi cuối cùng rã tan hết, không còn gì hết. Cái thân mình cuối cùng cũng rã tan hết, không còn gì hết. Đó là mình quán gì? Quán bất tịnh là 32 thể giới bất tịnh. Còn cái này là quán sự tan rã, đây là quán sự chết. Thì ở trong kinh đó gọi là quán sự chết. Nếu người nào nhiệt tâm chuyên cần, người ta quán sự chết này. Quán sự chết này có hai cái. Một là người ta ngồi, người ta dùng tưởng, người ta quán. Hai là người ta ra cái bãi tha ma, nghĩa địa người ta quán. Nhưng mà ngày xưa người ta đi tới chỗ người ta quán mà. Tại ngày xưa đó, ở Ấn Độ đó, đa phần là điểu tán. Điểu tán tức là thảy ra cho chim ăn, gọi là điểu tán. Thổ tán, thủy tán, phong tán, địa tán á, là thổ tán, là địa tán. Có nghĩa là chôn mà, hoặc là quả tán là đốt. Ở Ấn Độ thường hay đó là chôn nè, đốt nè, thảy nước nè, nhưng mà đa phần là thiêu, nên người ta gọi là quả tán.
Còn là mình thảy nước gọi là thủy tán, cái đó mới ghê nha. Trời ơi, trên sông Hằng mà trôi lình bình cá rỉa rỉa nhúc nhích. Có nhiều người xỉu đó. Thấy nguyên cái xác trôi tấp vô bờ. Ông kia vừa tới cái chân đạp xuống nước một cái. Trời ơi, ông sợ đạp dưới nhảy lên. Ông té ngang ông xỉu, ai nhà đâu con cá nó ăn nó gịch xuống. Con cá nó ăn thịt á, nó gịch xuống cái chân người ta, nó đang nổi nên nó gịch xuống cái thấy người ta cử động. Ông tính đâu cái là người ta là xác chết đó, gọi là dậy hồn thư cái gì, cho nên á quán hồn quán vía. Nên đó quý vị á, là nếu chuyên tâm mà quan sát về cái sự tan rã của thân, tức là về sự chết đó, thì người đó không còn tham đắm nữa. Người đó là họ này không có còn gọi là mơ tưởng, mà nhiệt tâm tu tập vậy để đi đến định tâm, và là họ sẽ thấy được cái tánh sanh diệt ở trên thân của mình, đó gọi là quán thân trên thân. Lại nữa này, các tỳ kheo như thấy một thân thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quả ăn, đó là quán sự tan rã của thân qua từng cái bước một. Này các tỳ kheo, như thấy thi thể bị quăng ở trong nghĩa địa, đó là cũng quán theo. Này các tỳ kheo, thân thể này tính chất là như vậy, tức là nó có nghĩa là như vậy đó. Lại nữa này các tỳ kheo, thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn lại cái đống xương, đó là qua 9 bước. Thì đây Đức Phật dạy về quán. Mà cái này tại sao Đức Phật dạy từng ly từng tí? Tại quán này hay lắm. Cái quán mà thi thể đó là nhanh lắm. Người ta nhanh diệt những cái lòng mà tham đắm luyến ái trên đời lắm, nếu mà ta quán thi thể tại chỗ á. Cho nên cái pháp quán này là có trực quan sinh động nè. Nghĩa là đừng có quán đông người mà đi người á, ra bãi tha ma gọi là nghĩa địa á, rồi xác ta để dài đó, bốc lên mùi hôi thối ha. Đó, mình quán ngày này qua ngày kia ngày, này ra nhìn chút, ngày kia ra nhìn chút, quán thay mới vô, nó xình lên sao đó quán, nó ta diệt trừ cái tánh tham đắm ở trong con người của người ta. Cho nên cái đó là gọi là trực quan sinh động đó, ta tới quán liền, nhưng mà ở một số nơi không thể quán đó được, người ta dùng tưởng. Có những người ta lấy hình, gõ với Google nha, điểu tán kiểu Tây Tạng, rồi gõ cho anh đi, rồi thấy người ta điểu tán kiểu Tây Tạng hay là điểu tán kiểu Ấn Độ, coi rồi xong bảo đảm không ăn cơm nổi luôn. Nhìn thấy một cái cảnh một cái là hết mơ hết tưởng. Như hồi xưa có một vị tỳ kheo trẻ tuổi đó đi khất thực, có một cô gái rất là đẹp, lại đi ra Sớt Bát, nhớ luôn, nhớ mặt nó về, nhớ cô gái không, cho nên bị bệnh tương tư, ăn không nổi, dở tay ăn lên, đi không nổi luôn. Thì lúc đó đó là kêu thầy kêu thuốc uống gì cũng không hết. Thì là Đức Phật đi ngang, các vị tỳ kheo mới bạch với Đức Phật, có một vị bệnh quá trời bệnh không biết bệnh gì. Mấy thầy ở mấy ông mà làm ngành y ở xóm ở làng đó cũng bó tay luôn, uống thuốc hoài không hết. Đức Phật mới đến. Giờ Đức Phật mới vừa đến, ông lòm còm ngồi dưới ông lại Phật. Đức Phật hỏi ông chịu thiệt. Ông nhớ cô đó vậy đó. Cái Đức Phật mới nói là thôi giờ á, con đi theo Đức Thế Tôn. Cái Đức Phật dẫn ông ra ngoài nghĩa địa, mới quán sát một cái thây mà ông biết nam nữ nó xình lên thấy ghê lắm, rồi nó hôi, nó bốc mùi, rồi nó căng da lên, nó đứt nút áo rồi hết trơn. Mà không biết Ấn Độ có nút không, nó mình tưởng tượng thôi. Như vậy đó, nó bung ra hết. Rồi từ xa mới đầu có chừng chục thước quán, tiến lại gần, còn lại cỡ 1 mét một. Gió nó thổi ngang nó phất lên cái, ông là thôi về Phật. Vậy Đức Phật mới nói là nãy giờ con quán cái xác thi thể thế này á, con biết ai không? Là không, là cái cô gái mà con nhìn bữa hổm đó, con tương tư đó,
Vậy cô này á, là mấy bữa sau cô bệnh cái gì độc ngột đó, cổ mất, người ta mới đem ra nghĩa địa. Thôi giờ mà con thương quá thì con là khiêng về đi. Rồi ông nghe ông quảng hồn quảng vía, rồi mất tiêu cái tâm đó luôn, mất tiêu cái tâm mà tương tư đó luôn. Rồi ông mới ngộ ra ở trên đời này á, thấy tánh của tất cả các pháp đó, tánh đó là vô thường, là khổ, là vô ngã, nó không có thật, mà do duyên nó hợp rồi duyên nó tan thôi. Cho nên mình nghĩ nó là thật, nên mình thương, mình mến, mình nhớ, mình ưa, mình ngày nhớ đi mâm, chẳng qua nó là một cái nghiệp của chúng sanh tạo nên cái da, cái xương, cái thịt này thôi. Cho nên nó ngộ điều đó rồi, cái tự nhiên cái tâm nó tiêu. Cho nên người ta ngộ cái gì đó là cái tâm chấp thủ ngày xưa đó nó tan mất. Tâm liếng ái tới cỡ đó mà tới quán này ông thấy tánh cái một là nó hết liền, cái tâm đó liền, thấy không? Cho nên đó là cái mà quán về sự chết nó tan rã của thân á, nó đánh mạnh vào trong tâm của người tuổi trẻ lắm. Cho nên ngày xưa người ta quán này nhiều lắm, tức là vào thời Đức Phật á, nó đẩy mạnh về cái thánh tham ái của tuổi trẻ, quán thường xuyên thấm thấm từ từ rồi tới một ngày nào đó đó thì cái vị này sẽ nhận diện ra được. Còn bây giờ mình không có cái điều kiện như ở Ấn Độ, nhưng mà thầy cũng khuyên quý vị cũng đừng quán gì. Có người Việt Nam đi Ấn Độ quán rồi, quán một lần rồi đi về đây sợ ma luôn, tu đâu được đâu. Quán quảng hồn quảng vía, nhìn thấy ghê quá, rồi nó ăn nó nhớ này luôn nè, rồi về cứ nằm bao không, nằm bao thấy người đó không, sợ luôn. Quảng ở Ấn Độ người ta quen rồi, người ta nhìn hồi nhỏ tới lớn á, thì người ta đi ngang nghĩa địa rồi người ta thấy xác chết rồi nó bình thường rồi. Còn Việt Nam mình đâu có thấy, rồi qua bển học quán, vô đó quán rồi nó in luôn ở trong tâm, còn chụp hình nữa chứ. Chụp hình smartphone đồ về nhà, tối tối đêm khuya mở ra coi đâu nữa. Trời ơi. Rồi còn chụp nguyên cái mặt đây, rồi bung hình lên đó chứ. Lấy tay bung lên là cho nó gần gần. Thôi. Dạ quý vị, thôi quán tưởng thôi được rồi. Chứ còn mà đi thực tế đó là cái người Việt mình á là chịu không nổi. Nghĩa là không có quen á, rồi giờ nhìn cái nó sợ. Biết đâu ông nhát nhìn sợ quá thì sợ về cái tu không nổi luôn. Sợ ma hơn là quán để nó hết cái tâm tham ái, mà ổng lại sanh cái tâm sợ ma, nó ngặt chỗ đó. Nè, hiểu không? Rồi Đức Phật á là dạy này, các tỳ kheo như thế nào là sống quán thọ trên các thọ. Nãy mình quán thân rồi, quán thân gồm có 7 cái pháp quán thân đó. Quý vị hãy về mà nghiên cứu 7 cái pháp quán thân trên thân, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, quán thân trên nội ngoại thân, có 7 cái pháp quán. Rồi này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo khi cảm giác thọ lạc tệ chi, tôi cảm giác cảm thọ lạc, khi có cảm thọ khổ tệ chi, tôi cảm giác cảm thọ khổ, khi có cảm giác bất lạc bất khổ, tôi cảm giác bất lạc bất khổ, hay là khi cảm giác thọ thuộc vật chất thì tệ chi, biết thọ thuộc vật chất, hay cảm thọ thuộc tinh thần, phi vật chất tức là không thuộc vật chất thì cảm thọ rõ biết là cảm giác thọ không phải là vật chất, hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất thì biết khổ thọ dùng vật chất, hay cảm giác khổ thọ không phải vật chất. Như vậy thì cái vị này là quán thọ trên các cảm thọ. Quán thọ trên các cảm thọ là gì? Cảm thọ có nghĩa là sự trải nghiệm ở trên đối tượng. Có nghĩa là ví dụ như mình nhìn cái đối tượng đó có một khoảng thời gian mình trải nghiệm cho nó với một cái cảm giác của tâm. Nên có nhiều người hỏi ông nhìn tôi, ông thấy làm sao? Ông kia là trời, sao nhìn mặn xấu quá. Là không phải, tôi không phải hỏi gì. Tôi hỏi ông nhìn tôi cảm giác của tâm ông làm sao? Tức là ông cảm thọ làm sao? Mình có nhầm cái mình nhìn trời ơi nó sướng mắt gì đâu, tức là cảm thọ lạc á. Mà mình nhìn cái là mình muốn ói, cảm thọ khổ.
Còn mà mình nhìn nó bình thường à, cảm thọ không lạc không khổ. Như vậy thì chúng ta có cảm thọ lạc ta, tuệ tri là mình có cảm thọ lạc. Mình đó, có cảm thọ khổ, mình tuệ tri là mình có cảm thọ khổ. Hay là cảm thọ bất lạc bất khổ, mình tuệ tri là cảm thọ bất lạc bất khổ. Hay là cảm thọ lạc nó xuất phát từ vật chất, hay là cảm thọ lạc xuất phát từ tinh thần. Vậy thì cái mà cảm thọ lạc xuất phát từ vật chất là như thế nào? Ví dụ như á, mình nghe người ta hát. Ví dụ như á, mình ngửi mùi thơm. Ví dụ như người ta cho tiền mình. Ví dụ như mình nhìn cái gì đó đẹp đẹp, mình thấy vui, đó là cảm thọ lạc từ vật chất. Còn cảm thọ lạc từ tinh thần, tức là không phải là vật chất đó. Ví dụ như á, mình buông được cái phiền não, mình thấy vui lắm. Ví dụ mình giận quá trời giận rồi, bây giờ mình mới nạ A Di Đà Phật, 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 tự nhiên cơn giận nó tiêu đi, mình thấy mình vui lạ, mình khống chế được cơn giận, không có hiện diện cơn giận, mình rất là vui. Như vậy đó thì cái cảm thọ đó thuộc về cảm thọ tinh thần á, nó xuất phát từ góc độ tinh thần mà sinh ra cảm thọ lạc, chứ không phải góc độ vật chất. Đối tượng của mắt tai mũi lưỡi và thân đó là vật chất, cho nên cảm thọ của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc nó tác động vào trong năm căn của mình đó để gây ra dòng cảm thọ đó. Cảm thọ đó thuộc về cảm thọ vật chất, còn không phải cái đó thì đó là cảm thọ mặt tinh thần, tức là không phải là vật chất. Như vậy thọ lạc cũng vậy, thọ khổ cũng vậy. Thọ khổ không phải là vật chất hay là vật chất, rồi thọ không lạc không khổ là vật chất hay không phải là vật chất. Như vậy thì là người ta quán được 6 cái loại cảm thọ, tức là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khổ, từ vật chất hay từ không phải là vật chất, nhân lên 2 gọi là 6 cái dòng cảm thọ ở trong tâm của mình. Nếu người nào mà hay sống quán như vậy, rồi hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các cảm thọ, hay quán tánh diệt tận trên các cảm thọ, có nghĩa là cái cảm thọ đó khi sanh nó khi diệt, nhưng mà cái gốc của cảm thọ đó nó không phải là một cái bản ngã, nó không phải là một cái ngã, mà duyên nó sanh ra, nó từ nhiều cái loại để hợp thành để duyên mà nó sanh ra mà thôi. Cho nên đó là vị đó hay quan sát như vậy thì vị ấy sẽ có cái chánh niệm và đi đến chánh trí. Cho nên bao giờ mình quán cái gì ở trên thân và tâm của mình thì cái người đó không sanh phiền não, thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trí tuệ nó sẽ phát sanh ra, gọi là chánh trí đó. Cho nên đó, vị ấy không có nương tựa và chấp trước bất kỳ cái việc gì ở trên đời. Cho nên người nào mà nương tựa và chấp trước các cái việc ở trên đời, vị đó chỉ có đau khổ mà thôi. Tại vì ở trên đời không có cái gì nó tồn tại. Nếu chúng ta nương tựa nó mất thì chúng ta tựa vào đâu, té sao? Rồi chúng ta chấp vào nó, giữ chặt trong tay, nó thay đổi rồi thì mình lại là khổ với nó rồi. Ví dụ mình cho đó nó là ngon lành vậy, rồi mai mốt nó thay đổi. Ví dụ mình cho mình là đẹp vậy, mình hãnh diện với cái đẹp của mình lắm, cho nên đó mình chụp hình rồi đi quay phim, đi chụp hình rồi lưu lại rồi ha. Nhưng mà tới thời gian mình nhìn lên cái mặt mình cái, nhất là những người đẹp ta khổ lắm, những người diễn viên điện ảnh hoặc là mấy cái người mẫu á, tức là người làm mẫu cho người ta, tới một thời gian nó qua cái tuổi á, nó gọi là luống tuổi á, tự nhiên nó bị tàn như cái cây mà nó thiếu nước vậy đó, hoặc là cái lá thuộc về mùa thu, lá vàng bắt đầu nó héo lần ta khổ dữ lắm. Hồi thời đó mình thấy chụp hình lên ha, trời ơi đẹp như Marilyn Monroe nha. Rồi á, rồi bây giờ á chụp hình lên á, thấy như là thị nở, nhìn lên cái biết bao nhiêu người diễn viên điện ảnh luôn nha. Ồ đẹp lắm luôn á, hồi mười mấy 20 tuổi đóng bộ mấy bộ phim kinh điển luôn, mà tới chừng này mới 30-40 tuổi ra ngoài người ta nhìn cái tao không biết ai luôn. Bởi vì nó khổ lắm, con người ta trên đời nó thay đổi như vậy đó. Cho nên mình nương tựa chấp trước cái gì mình cũng đau khổ. Này các tỳ kheo, thế nào là sống quán tâm trên tâm? Này các tỳ kheo, ở đây các tỳ kheo, quán tâm có tham, tuệ tri là có tham,
Không tham, tại chi thì không tham. Có sân á, thì tại chi có sân. Không sân thì tại chi không sân. Có si, tại chi có si. Không si á, thì tại chi không si. Tức là tâm tham, sân và tâm si mê. Tâm si mê là cái tâm nó bị tối, bị mờ á, bị lưu á. Tâm được nhiếp thâu hay tâm không được nhiếp thâu, hay tại chi tâm tán loạn, tại chi tâm tán loạn. Tâm không tán loạn, tại chi tâm tán loạn. Tâm quảng đại, rõ biết tâm quảng đại. Tâm không quảng đại là tâm lớn, lớn ra, rõ biết tâm không quảng đại. Hay là tâm với tâm hữu hạn hay tâm vô hạn, tức là tâm là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, là tâm vô hạn ha. Tâm hữu hạn là cái tâm nó nhỏ hẹp đó. Nếu mà tâm ta là có định thì biết có định, không có định á, thì biết tâm không có định. Tức là ở trong cái thời điểm đó, đó tâm gì ta biết, tâm có giải thoát, biết có giải thoát, không có giải thoát. Vì ấy là biết không có giải thoát. Cho nên vì ấy sống quán tâm trên nội tâm, quán sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên nội ngoại tâm, hay quán tánh sanh tánh diệt ở trên tâm của mình. Có tâm đây vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với vọng hướng đến chánh trí để nhân dân. Đó là quán tâm trên tâm. Như vậy thì quán tâm trên tâm có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở trong tâm của mình nó sanh khởi cái tâm gì thì mình nhận diện rõ biết nó sanh khởi tâm đó, chứ đừng có bao giờ tiêu diệt nó. Mà ở đây là mình quán, có nghĩa là nó như thế nào phải để y như vậy một cách tự nhiên cho nó, mà mình hãy quan sát nhìn nó thật kỹ đối với nó mà thôi. Chứ không có nghĩa là chúng ta can thiệp vào nó, chưa can thiệp gì hết, mà chúng ta chỉ quán để nhìn, để thấy nó sanh ra, nó lớn lên, nó nhỏ xuống, nó diệt đi. Bất kỳ cái tâm gì thì phải phân loại được cái tâm đó. Cho nên ta quán đi tính trạch pháp, có nghĩa là quán rồi mình hãy nhận diện được nó là một loại tâm gì, thì đó được gọi là trạch pháp. Ví dụ như á, nó là một cái loại tâm tham thì mình rõ biết đó là tâm tham. Tâm sân thì rõ biết là tâm sân. Còn chúng ta quán tâm trên tâm, thấy tâm thì nó dễ. Nhưng mà phân loại được tâm, tức là trạch pháp, thì mình phải thấy tâm nhiều ngày, nhiều tháng mình mới có thể phân loại được nó. Chứ mình biết, mình thấy đang có một loại tâm đó mà mình không biết loại tâm gì. Nhưng mà đang có một loại tâm, mình biết có loại tâm gì, thì cái đó là mình đã trạch pháp ở trên tâm. Cái đó mới là quán lâu thì chúng ta mới trạch pháp được. Còn không quán lâu, chúng ta không có trạch pháp ở trên tâm của mình được. Nhìn thấy đó, thấy sân, nhưng mà mình không có thấy, không có biết đó là sân. Thấy nó khó chịu mà không biết khó chịu là một loại tâm gì. Có bao giờ quý vị bị đó không? Ví dụ mình thấy nó bực mà không biết bực là loại tâm gì. Mình thấy khó chịu ghê luôn mà không biết khó chịu loại tâm gì. Mình thấy bấn loạn ghê luôn mà không biết tâm gì làm cho mình bấn loạn. Thì cái đó gọi là chưa trạch pháp ở trên tâm, mà mình chỉ thấy quán tâm trên tâm ở cái mức độ nhìn thấy một cái tâm xuất hiện. Nhưng mà chúng ta chưa biết đó là một loại tâm gì, có nghĩa là mình không chưa đến cái trình độ trạch pháp. Người đó chưa có quán liên tục nhiệt tâm chuyên cần. Khi nào người đó nhiệt tâm chuyên cần chừng nào thì mới thấy cái loại tâm đó nó xuất hiện ở trên tâm của mình. Còn không có nhiệt tâm chuyên cần thì là không thấy cái loại tâm đó xuất hiện ở trên tâm của mình. Cho nên người đó mà nếu quán sát như vậy đó sẽ đi đến chánh trí và không chấp trước, nương tựa chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Cho nên thấy tánh sanh tánh diệt của cái tâm của mình. Tâm của mình nó cũng vô thường, cũng khổ, cũng vô ngã. Quý vị, nó không có thật có đâu. Mình nghĩ đó là tôi giận, tôi hờn, tôi ghét, tôi ghen. Nó cũng là vô ngã, nó không có thật của nó, mà nó chỉ sanh ra khi đối cảnh mà có thôi. Còn hết đối cảnh thì nó cũng hết, nó không phải là mãi mãi. Nó xuất hiện rồi nó sẽ ra đi, nó có rồi nó sẽ mất, chứ nó không phải là mãi mãi gì cả. Này các tỳ kheo, sống quán pháp trên các pháp. Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán pháp các pháp với năm triền cái. Vì tỳ kheo á, quán nội tâm á có cái năm triền cái. Năm triền cái á, có tham, có sân, có nghi, có hùng trầm, thị miên, có trạo hối. Tức là gì ấy quán với năm cái triền cái đó. Tức là trên tâm mình có năm cái triền cái, gọi là năm cái bức màn mà che tâm mình, làm cho tâm mình nó tối đi, nó không còn được sáng suốt nữa,
tức là năm cái bức màn ở trên tâm của mình, đó được gọi là năm cái chuyện cái. Và cái vị ấy á, quán năm cái chuyện cái này một cách thuần thục sẽ thấy được tâm là tham sân, tham ái, sân nghi, hung trầm, thị miên và trạo hối. Vậy thì quán tâm trên tâm có nghĩa là gì? Quán tâm trên tâm nghĩa là đối cảnh nó sanh ra cái gì thì chúng ta nhìn thấy đó, gọi quán tâm trên tâm. Nhưng mà quán pháp trên pháp, lúc mà quán tới triền cái gọi là quán pháp trên pháp. Vì quán pháp, pháp quán nghĩa là gì? Tất cả đều là pháp. Nhưng quán pháp trên pháp thì pháp nào có liên quan đến tu? Đây là quán pháp tu ở trên pháp. Mình nói rõ như vậy đó. Quán thân trên thân thì mình hiểu rồi phải không? Quán thân, thân tức là quán nội ngoại thân, trong ngoài cấu tạo, nhúc nhích. Chúng ta quán thân trên thân. Quán cảm thọ tức là quán cảm giác khi trải nghiệm trên đối tượng. Còn quán tâm trên tâm là quán cái xuất hiện của tâm khi đối cảnh. Còn quán pháp trên pháp là quán pháp tu. Quán pháp tu mà con người mình có thể áp dụng trên thân và tâm của mình, đó gọi là quán pháp trên pháp. Quán pháp trên pháp có nghĩa là quán pháp tu mình cần phải tu tập. Quán những pháp cần phải được tu tập mới được giải thoát, mà cái pháp đó sẽ được áp dụng trên thân và tâm của mình thì gọi đó là quán pháp trên các pháp. Như vậy người quán pháp trên pháp đầu tiên á, là quán những triền cái ở trên tâm của mình, có nghĩa là năm triền cái: tham, sân, nghi, hung trầm, thị miên, trảo hối. Có năm cái loại triền cái ở trên tâm của mình á, là mình hãy quán cách thuần thục như vậy đi. Và cái thứ hai á, là Đức Phật dạy là quán pháp trên pháp. Ngài á, dạy rằng á, là tỳ kheo sống quán pháp, pháp với năm thủ quẩn. Này các tỳ kheo, thế nào quán pháp, pháp với năm thủ quẩn? Này các tỳ kheo, đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sanh, tập, khởi, đoạn, diệt. Tức là quán cái điều thứ hai ở trên quán pháp trên pháp, đó là quán năm thủ quẩn, tức là quán gì? Ngũ quẩn. Ngũ quẩn là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Quán ngũ quẩn với ba cái điều. Thứ nhất là ngũ quẩn được sanh ra. Thứ hai là nguyên nhân nào để tạo nên ngũ quẩn. Cái thứ ba là sự đoạn diệt của ngũ quẩn, tức là quán sanh, quán diệt và quán tập khởi của năm cái quẩn này. Thường xuyên chúng ta quán vậy. Quẩn là gồm có quán sắc, quán thọ, quán tưởng, quán hành, quán thức. Có năm cái, đó là điều thứ hai của quán pháp trên pháp. Lại nữa là các tỳ kheo sống quán pháp trên pháp đối với các nội xứ và ngoại xứ. Này các tỳ kheo, thế nào là sống quán pháp, pháp với các nội xứ ngoại xứ? Này các tỳ kheo, tệ chi á, chúng ta có con mắt và tệ chi á, thấy sắc duyên hai pháp này kiết sử sanh ra. Vậy ấy tệ chi như vậy, tức là kiết sử chưa sanh khởi, vậy ấy tệ chi như vậy, kiết sử sanh khởi tệ chi như vậy, có nghĩa là quán nội xứ và ngoại xứ với kiết sử. Kiết sử là gì? Triền cái là che mờ tâm, còn kiết sử là cột chặt tâm. Triền cái là che mờ tâm, làm cho tâm mình bị tối đi, bị vô minh, bị tà kiến. Nhưng mà kiết sử là cái cột chặt của tâm mình, không muốn rời khỏi cái thế gian này. Đó là gọi là tâm kiết sử. Mà tâm kiết sử nó liên quan tới nội xứ và ngoại xứ. Vì chúng ta có 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 6 nội xứ là gì? Là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. 6 ngoại xứ là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Nó đi theo từng cặp với nhau. Đức Phật dạy là đi theo từng cặp với nhau. Một cặp nó đi với nhau thì kiết sử nó sẽ sanh ra. Cho nên chúng ta khi mà mắt mình nhìn thì chúng ta hãy quán sát kiết sử nó sanh ra như thế nào và nó diệt đi thế nào khi mắt nhìn. Kiết sử đó là những phiền não. Kiết sử đó là những phiền não. Cho nên rất là nhiều kiết sử, nhưng có 15 cái loại kiết sử. Mà nếu chúng ta diệt thì tất cả các kiết sử khác được diệt. Đó là thân kiến nghi giới cấm thủ. Tham và sân đó là hạ phần kiết sử. Thượng phần kiết sử ái sắc, ái vô sắc, vân vân, đó là thượng phần kiết sử. 10 cái kiết sử, 5 hạ phần kiết sử, 5 thượng phần kiết sử, cộng với 5 triền cái nữa là gọi là 15 đó. Thì là thường là đây quán sát có 10 cái loại kiết sử, có 5 hạ 5 thượng. Ái sắc, ái vô sắc, đạo cử, rồi là vô minh rồi đó. Tức là mình quán sát đó, tức là không phải là chúng ta quán sát để
sanh ra cái tâm đó, mà nó đã sanh ra cái tâm đó rồi chúng ta quan sát, thì những cái tâm sanh ra khi căn tiếp xúc trần, Đức Phật gọi là kiết sử, đó là những loại phiền não. Ví dụ như mình nhìn đó mình thấy thích thì tâm tham ái sanh lên là tham kiết sử. Nhìn nó thấy ghét, nghịch ý nghịch lòng thì sân nó nổi lên, cái đó gọi là sân kiết sử. Thì khi mà nội xứ ngoại xứ, tức là mắt, tai mũi lưỡi, sắc thanh hương vị tiếp xúc nhau theo từng cặp thì kiết sử được sanh ra. Thì Đức Phật dạy là mình phải quán sát cái kiết sử sanh ra, kiết sử diệt đi, kiết sử sanh trưởng, kiết sử nó là nhỏ lại, tức là giảm thiểu, vân vân. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy là từ sắc thanh hương vị xúc pháp này từng cặp đi, ngài nói rất là kỹ. Ví dụ như là tệ chi lưỡi, tệ chi các vị, tệ chi thân, tệ chi các xúc, tệ chi các ý và tệ chi các pháp do duyên này kiết sử sanh khởi, ấy tệ chi như vậy và kiết sử chưa sanh khởi, kệ chi chưa sanh khởi, phải là quan sát như vậy. Có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn chúng ta chưa khởi tâm thì biết chưa khởi tâm. Chúng ta nhìn mà chúng ta biết khởi tâm rồi thì chúng ta biết khởi tâm rồi. Nó lớn lên chúng ta biết lớn lên, nó nhỏ xuống ta biết nhỏ xuống. Lại nữa này, các tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp là quán về bảy giác chi. Bởi vì đây là pháp tu mà, pháp tu quán năm triền cái rồi là quán về các cái kiết sử, quán về thủ quẩn năm triền cái, quán thủ quẩn, quán về là các cái nội xứ ngoại xứ, tức là rồi bây giờ Đức Phật dạy quán về thất giác chi, có nghĩa là bảy cái điều mà tu tập để đi đến giác ngộ thì nên quán pháp này để rõ biết pháp này mà tu tập. Đó là bảy giác chi này, các tỳ kheo thế nào là sống quán pháp trên các pháp với bảy giác chi này, các tỳ kheo nội tâm có niệm giác chi, tuệ chi nội tâm có niệm giác chi, hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ chi nội tâm không có niệm giác chi. Bảy giác chi là gì? Là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Có nghĩa là có bảy cái giác chi: niệm giác chi, trạch tấn hỷ an định xả, là bảy cái giác chi. Có nghĩa là giác là bồ đề đó, gọi là thất bồ đề phần, mà giác thì gọi là giác ngộ. Cho nên đó, cái phương pháp mà quán sát bảy cái điều để đi đến sự giác ngộ này là một pháp tu tập đó. Cho nên đó, khi mà chúng ta quan sát cái pháp tu tập này, quan sát cách kỹ về cái bảy giác chi này, khi mà nếu mà chúng ta có một cái giác chi nào thì tuệ chi có, không có giác chi nào thì tuệ chi không có giác chi đó. Bây giờ ví dụ như tâm mình nó có quán không, có quán thì là có quán giác chi, không có quán là không có quán giác chi. Có trạch pháp giác chi không, có nghĩa là cái gì sanh khởi chúng ta có nhận diện cái đó không. Trạch pháp có nghĩa là nhận diện rõ ràng sai biệt của tất cả các pháp mà mình biết pháp nó là nó, chứ không có nghĩa là trạch pháp là chọn pháp, mà là trạch pháp là phân biệt rõ pháp giữa pháp tánh và pháp tướng. Pháp đó thuộc về tâm hay pháp đó thuộc về thân, tức là thuộc về danh hay là thuộc về sắc. Cho nên một người mà quán thất giác chi thì quán xem thử cho chúng ta đang có thực hiện thất giác chi hay không. Tâm mình có niệm hay không, có chánh niệm hay không, tức là mình có quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp hay không, hay là mình đang thất niệm. Mình có trạch pháp hay không, có nghĩa là biết rõ ràng cái tâm ấy nó đang có hay là tâm ấy nó không có, và tâm ấy nó thuộc loại tâm gì, hay tướng ấy nó thuộc loại tướng gì. Trạch pháp giác chi có nghĩa là nhìn rõ tất cả các cái hiện diện trên thân và tâm mình một cách rõ ràng sai biệt nhau, gọi là trạch pháp. Trạch pháp nghĩa là nhận diện sai biệt giữa các pháp, nhận diện rõ ràng giữa tất cả các pháp. Và Đức Phật dạy lại nữa này, các tỳ kheo sống quán pháp trên pháp đối với bốn thánh đế. Sao là quán pháp với bốn thánh đế này, các tỳ kheo? Ở đây tỳ kheo như thật tệ chi, đây là khổ. Như thật tệ chi, đây là khổ tập, khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Tức là Đức Phật ngài
dạy cho chúng ta hãy là quan sát, tức là mình quán pháp trên các pháp về bốn thánh đế, tức là về tứ diệu đế. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là đoạn diệt đau khổ, đây là con đường đoạn diệt tất cả đau khổ. Hãy hiểu rành về bốn thánh đế này. Cho nên người nào hiểu rành về bốn thánh đế này thì gì đấy có thể là nhiếp tâm, thấy được tánh tướng sanh diệt của tất cả các pháp, và mình là không còn chấp trước nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Và Đức Phật ngài dạy: này các tỳ kheo, thế nào là tu tập bốn niệm xứ? Này như vậy trong 7 năm dễ có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại. Hay nếu còn hữu dư y, hữu dư y có nghĩa là cái người mà chứng mà còn thân này á, gọi là hữu dư y, thì chứng quả niết bàn. Này các tỳ kheo, không cần đến 7 năm, một vị nào tu tập bốn niệm xứ như thế này á, trong vòng 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, trong vòng 1 năm dễ có thể được hai quả sau: một là chánh trí ngay trong hiện tại, hay là nếu còn hữu dư y thì chứng quả niết bàn. Này các tỳ kheo, không cần gì, tức là cái câu này nói rõ, chứng được chánh trí trong hiện tại nếu còn hữu dư y, tức là còn thân này mới chứng được niết bàn, chứ còn mình mới chánh trí cái mình mất cái thân này thì đâu có chứng được niết bàn nữa đâu. Nên thân này, câu này cái nói thân quan trọng không? Chứ là bây giờ mình chứng được chánh trí, nhưng nếu còn hữu dư y thì sẽ chứng đắc được niết bàn. Tức là trí tuệ ba la mật mình đã chứng rồi. Nhưng mà nếu còn hữu dư y, tức là còn thân ở tại thế gian á, thì người ta tu tiếp sẽ chứng đắc niết bàn trong kiếp này luôn. Còn nếu mà chứng được chánh trí rồi đi rồi, rồi lấy đâu niết bàn nữa. Bây giờ mới chánh trí thì đi rồi, nhưng nên người ta phải giữ lại cái thân để còn hữu dư y, tức là còn thân, thì người ta sẽ chứng được tới niết bàn. Bây giờ ví dụ như chứng nhị quả đi, nếu còn thân mới chứng được A-la-hán nhị quả, mất đi rồi người ta sanh về cõi trời chứng đâu A-la-hán nữa. Quý hiểu không? Cho nên còn hữu dư y thì mới còn chứng đắc nữa. Nên còn hữu y tức là còn thân. Cho nên là cái người tu người ta quan trọng cái thân dữ dằn lắm. Quan trọng cái thân là gì? Là quan trọng cái thân để mà chứng đắc cao hơn trong các cái tầng tu chứng. Chứ không phải quan trọng cái thân là mình sống cung phụng cho thân. Cái người đời quan trọng cái thân là để hưởng thụ. Cái người tu quan trọng cái thân là để chứng đắc. Có thân mới chứng được, không thân không chứng được. Ví dụ chứng sơ quả có thân mới lên được nhị quả, không có thân lấy được nhị quả, chứng sơ quả chết tiêu rồi còn đâu nữa lên nhị quả. Còn nhị quả đi rồi lấy đâu lên tam quả. Nên nếu mà chánh trí có còn hữu dư y thì mới còn chứng đắc tiếp, và không còn hữu dư y thì thôi thua. Tức là tùy thuộc vào cái thân mới. Này, hiểu không? Như vậy thì cái thân cũng quan trọng phải không? Cho nên khi mà người ta ăn á, người ta tam đề ngũ quán á, vì thành đạo nghiệp nên mới ăn cái việc thực này nè. Cái điều quán thứ năm á, tam đề ngũ quán á, vì thành đạo nghiệp nên thọ thức ăn này. Này các tỳ kheo, không cần gì 7 tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, trong 1 tháng, trong nửa tháng, dễ có thể chứng được trong hai quả sau đây. Một là chứng quả chánh trí trong hiện tại, nếu còn hữu dư y thì dễ chứng đắc niết bàn. Này các tỳ kheo, không cần đến nửa tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ trong vòng 7 ngày dễ có thể chứng đắc một trong hai quả. Tức là Đức Phật tóm lại cái đoạn này là người nào tu tập tứ niệm xứ này nhiệt tâm chuyên cần mà tu tập đó, có thể là 7 năm cho đến 7 ngày. Cho nên đạt được mức độ 7 ngày trong kinh ghi lại chỉ có một mình ngày một Kiền Liên thôi, có nghĩa là 7 ngày chứng đắc quả A-la-hán. Còn đa phần là rải rác trong thời gian đó, tức là từ 14 ngày trở lên 7 năm chứng đắc quả A-la-hán. Nên người nào mà tu chứng đắc quả A-la-hán thì tuyên bố thế gian là sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này rồi không trở lui đời sống nào khác nữa. Cho nên đây là có con đường độc nhất, duy nhất, không có con đường nào khác hết.
đó là quán tứ niệm xứ, quán thân. Quán thân qua 7 cái phương pháp quán thân khác nhau. Quán thọ qua 6 cái quán thọ khác nhau. Thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Với vật chất, với tinh thần, nhân 2 lên bằng 6 cái cảm thọ khác nhau. Có sanh, biết có sanh, có diệt, biết có diệt, nó tồn tại, biết đang là tồn tại. Còn quán tâm trên các tâm, quán tâm và tâm sở, nó sanh lên rồi nó diệt đi như thế nào, nhận diện rõ, nó lớn lên hay nó nhỏ xuống, nó sanh ra hay nó diệt đi, tức là nó giảm thiểu hay tăng trưởng, hay nó tăng trưởng quảng đại, ta nhận diện rõ. Đó là quán tâm trên tâm. Còn quán pháp trên pháp là quán các pháp tu. Thứ nhất là quán về truyền cái. Quán về truyền cái. Rồi quán về năm quẩn. Còn quán về là 6 căn 6 trần và kiết sử. Rồi là quán về tứ thánh đế. Quán về 7 giác chi. Đó, quý vị, đó là các cái pháp quán mà Đức Phật dạy cho một người tu tập đó. Nên nó cần quán 4 cái thánh đế, nó cần quán về 7 cái giác chi, cần quán về nội xứ ngoại xứ. Tức là các cái pháp mà tu tập, cái người tu cần phải được quán. Cho nên quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp là quán 4 niệm xứ. Nhưng mà ở trong này Đức Phật dạy là chúng ta quán về là niệm xứ, tức là những cái nơi mà cần quán. Mà ở trong này là có 4 cái nơi để cần quán. Cho nên có nhiều người nói là bài kinh tứ niệm xứ, chứ thực ra bài kinh này là bài kinh niệm xứ chứ không phải tứ niệm xứ. Ở trong này không có bài kinh tứ niệm xứ, mà chỉ có bài kinh niệm xứ và bài kinh đại niệm xứ mà thôi, chứ không có bài kinh tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là do mình nói, tại mình thấy quán 4 nơi nè, ví dụ thân thọ tâm pháp, thì gọi là tứ niệm xứ. Cho nên chúng ta học về bài tứ niệm xứ thì đúng, nhưng mà chúng ta học về kinh tứ niệm xứ thì lại không có bài kinh tứ niệm xứ, mà chỉ có bài kinh niệm xứ và bài kinh đại niệm xứ. Còn tứ niệm xứ đó là chúng ta nói, chúng ta học về cái bài tựa đề là tứ niệm xứ. Cho nên quý vị là muốn tu tập thì mình phải coi cho thật rõ, thật kỹ hai cái bài kinh, là bài kinh niệm xứ bài số 10 ở trong Majjhima Nikaya nè, tức là kinh Trung Bộ, và một cái bài kinh đại niệm xứ trong kinh Trường Bộ. Thì mình coi rồi mình hãy coi tới coi lui, nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược, nghe tới nghe lui, tới chừng nào mình thấm, mình hiểu được cái bài kinh này nói gì. Tuy là cái bài kinh ngắn 5 vòng 5 7 trang thôi thôi, chứ mình học cả đời không hết cái bài kinh niệm xứ rồi đó. Nói gì thôi chứ các cái chi tiết ở trong rất là nhiều. Đây là Đức Phật dạy, không phải lý thuyết không đâu, đây là dạy pháp hành đó. Cho mình cái pháp hành, trong đó có nhiều cái pháp hành ở trong cái bài kinh này lắm, nhất là hơi thở, hít ra thở vào như thế nào đó gọi là dạng pháp hành. Nên hy vọng quý vị về quý vị học cái bài kinh Sati Patthasana Sutta. Cái bài kinh này quý vị học cái bài kinh này cho nó nhuần nhuyễn, hiểu rõ ràng, áp dụng trong đời sống tu hành. Ê, hết giờ rồi. Chúng ta sẽ nghỉ ở đây, lần sau chúng ta học tiếp. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã để tâm chia sẻ bài kinh số 10, kinh Trung Bộ, niệm xứ. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn chùa mình không có bán thuốc ở trên mạng, không có là Facebook cũng bán thuốc. Ta giả danh thầy, giả danh danh chùa để bán thuốc. Quý vị nào gặp những trường hợp này, quý vị hãy liên hệ văn phòng chùa, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước để trùng tu xây dựng chùa cũng như Phật điện.
Và chùa mình cũng đang sửa chữa xây dựng phòng thuốc, bởi vì cũng đã hùng để làm phòng thuốc tôm tắc, phòng Nam từ thiện cho bà con, phòng thuốc Nam từ thiện hiện pháp, thiện pháp. Xin chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quán mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Y đằng nô nha tì nằng hòn tu sư kí ta hòn tu nha ta dư. Y đằng nô nha tì nằng hòn tu sư kí ta hòn tu nha ta dư. Y đằng nô nha tì nằng hòn tu sư kí ta hòn tu nha ta dư.